Xin chào các bạn, chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với tôi là chúng ta học tiếng Anh hay là các ngoại ngữ khác chủ yếu là để dùng làm công cụ cho học tập và giao tiếp. Việc biết nói tiếng Anh cũng như việc biết lái xe hay sử dụng các kỹ năng chuyên nghiệp khác, nó phụ thuộc rất nhiều vào việc các bạn có được học đầy đủ và chính xác hay không và các bạn có được sử dụng nó thường xuyên hay không. Việc nói tiếng Anh giống người bản xứ cũng như là bạn không chỉ biết lái xe mà bạn còn lái xe rất êm và vượt từ đường đèo núi một cách an toàn. Mọi người thường nói với tôi là để nói được tiếng Anh như người bản xứ, bạn cần phải học tiếng Anh trước khi sang tuổi 12. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bạn không cần phải lo đến điều đó nếu bạn tập trung vào 3 điểm chính sau đây: ngữ điệu, phát âm và tốc độ. Nếu như bạn làm được 3 điều đó và bạn dành một chút thời gian và sự kiên trì để tập luyện, tôi nghĩ rằng kết quả sẽ trở nên rõ rệt ngay. Trước hết về ngữ điệu thì người bản xứ nói tiếng Anh dùng ngữ điệu để giao tiếp. Ngữ điệu có hiệu ứng truyền tải thông tin và cảm xúc giống như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Vì vậy, khi học tiếng Anh, tôi khuyên là các bạn nên tập cho mình cách nói tiếng Anh có ngữ điệu. Sau đây, tôi sẽ đọc hai cuộc hội thoại và các bạn sẽ đoán cho tôi cái ngữ điệu cũng như là hiệu ứng truyền cảm của từng đoạn hội thoại nhé. Hey, so good to see you. We miss you a lot. How's the new job treating you? Are you doing a lot of traveling? I can't say how jealous everyone is that you get to work with Mark Zuckerberg. I'm very sorry to hear about your father's passing. He was such a wonderful teacher, and I really enjoy our conversations every time I saw him. Như các bạn đã thấy ở đoạn 1, thì giọng của tôi lên cao để thể hiện cái cảm xúc vui vẻ, phấn khởi. Nhưng ở đoạn 2 thì giọng tôi lại xuống thấp và tôi nói chậm hơn để thể hiện cảm xúc buồn và nghiêm túc. Sau đây tôi sẽ đọc lại cuộc hội thoại thứ nhất bằng hai cách, cách không có ngữ điệu và có ngữ điệu để các bạn thấy được sự khác biệt. Hey, so good to see you. We miss you a lot. How's the new job treating you? Are you doing a lot of traveling? I can't say how jealous everyone is that you get to work with Mark Zuckerberg. Hey, so good to see you. We miss you a lot. How's the new job treating you? Are you doing a lot of traveling? I can't say how jealous everyone is that you get to work with Mark Zuckerberg. Về tốc độ thì tốc độ là một phần của ngữ điệu bởi vì bạn không thể có ngữ điệu nếu như bạn nói chậm. Tuy nhiên để tập cách nói nhanh thì các bạn nên tập trung hoặc bắt đầu bằng những cụm từ hoặc là câu ngắn. Như vậy nó vừa dễ nói vừa dễ nghe. Như các bạn thấy trong hội thoại thứ nhất ở phần trước của tôi, phần lớn các câu của tôi đều rất ngắn. Vì vậy tôi vừa nói có ngữ điệu, nói nhanh nhưng mà các bạn vẫn có thể theo kịp. Nếu như các bạn nói một câu dài mà lại nói nhanh thì có thể sẽ rất khó cho người nghe. Ví dụ như tôi nói câu cuối cùng của tôi nhanh nó sẽ như thế này. I can't say how jealous everyone is that you get to work with Mark Zuckerberg. Về cách phát âm thì Rocket có cả một series dạy các bạn cách phát âm, cho nên trong bài này tôi chỉ đề cập đến 5 yếu tố chính để giúp các bạn nói tiếng Anh đúng. Thứ nhất là yếu tố nối âm. Người nói tiếng Anh bản xứ thường nối cái phụ âm kết của một từ với nguyên âm của từ đứng đằng sau nó khi họ nói nhanh. Ví dụ như trong trường hợp a lot of, hoặc là like a, hoặc là as if. Tôi lấy một ví dụ như thế này. If you want to speak English like a native speaker, you've got to connect a lot of words. Một số ví dụ khác mà người bản xứ thường nối âm như sau. Don't you? Aren't you? Isn't it? Hoặc là will you? Thứ hai là cách nuốt âm. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ có nhiều hơn hai nguyên âm mà khi nói chúng các bạn cần phải nuốt âm. Ví dụ như comfortable thay cho comfortable, hoặc là pronunciation thay cho pronunciation, every thay cho every, hoặc là interesting thay cho interesting. Yếu tố thứ ba là cách nuốt chữ cái. Để làm được việc này thì các bạn cần phải thạo từ và có thể nói nhanh. Ví dụ như tôi nuốt chữ cái trong câu sau đây. Did you like it? Hoặc là what do you think? Yếu tố thứ tư là cách nhấn từ và nhấn âm.
Nhấn từ thì giúp bạn nhấn mạnh vào thông tin chính trong một câu. Nhấn âm thì phụ thuộc vào quy tắc phát âm của từng từ. Sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ mà tôi sử dụng cả biện pháp nhấn từ lẫn nhấn âm. Anna Wintour has become the first lady of high fashion. Yếu tố thứ năm là các bạn lưu ý luôn phát âm những âm cuối. Điều này có thể khó hơn đối với người Việt học tiếng Anh bởi vì là trong tiếng Việt thì chúng ta thường không phát âm những âm kết. Tuy nhiên trong tiếng Anh thì nó lại rất quan trọng. Sau đây tôi lấy ví dụ một số từ mà các bạn cần phải phát âm cái âm cuối. Milk, lens, rent hoặc là lend. Các bạn lưu ý là trong một câu thì các bạn cũng cần phải phát âm những âm kết của các từ trong câu đó. Sau đây tôi sẽ lấy một ví dụ mà tôi đọc có các âm kết được phát âm và sau đó thì là không phát âm các âm kết để các bạn thấy được sự khác biệt. The bikes are parked in the garage because it rains. The bikes are parked in the garage because it rains. Vì Rocket có những bài giảng để dạy các bạn học cách phát âm nên trong bài ngày hôm nay tôi chỉ tập trung vào 3 yếu tố để giúp các bạn nói tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Thứ nhất là bạn có thể học nói tiếng Anh như người bản xứ và hãy luôn tin vào điều đó. Thứ hai, để làm được điều đó, các bạn nên tập trung vào nói có ngữ điệu, nói nhanh và phát âm chuẩn. Cuối cùng là phát âm chuẩn thì bao gồm nối từ, nuốt âm, nuốt chữ, không bỏ âm cuối và sử dụng âm nhấn và từ nhấn. That's all for today. Thank you for watching and see you next time.